Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, hơn 80 trường hợp bị sởi, trong đó có nhiều trẻ dưới 2 tháng tuổi, chưa xuất hiện trường hợp nào tử vong. Nhưng các vùng dịch bệnh vẫn tập trung ở các quận vùng ven như là quận 12 hay là quận Bình Chánh, Hóc Môn. Vâng, và theo Cục Y tế Dự phòng dự báo, dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới vẫn còn có thể diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ gia tăng số người mắc nếu như không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống do tình hình các dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết tại nhiều nước trong khu vực thì vẫn duy trì ở mức cao. Mặc dù từ đầu năm đến nay chưa xảy ra dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, nhưng vẫn lo ngại nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, mà vụ dịch năm ngoái xảy ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một bài học. Do đó, đối với một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, dịch bệnh mùa hè cần đánh giá tình hình, đưa ra dự báo chính xác nhất. Ví như hơn 80 trường hợp bị sởi trong mấy tháng đầu năm, trong đó có nhiều trẻ dưới 2 tháng tuổi, xuất hiện thêm tình trạng nhiều trẻ mắc ho gà dưới 2 tháng tuổi. Đặc biệt, dịch sởi vẫn là mối lo ngại của người dân và cơ quan chức năng nhiều năm nay khi đến mùa dịch bệnh. Cuộc sống của những người dân nơi đây tưởng chừng như yên ả, nhưng không phải vậy. Vì người dân ở phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã từng trở thành ổ dịch có đến 400 người mắc bệnh sốt xuất huyết, lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch trước. Nên những cụm từ như mũi, bệnh sốt xuất huyết, sốt đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, nhiều gia đình. Nhất là những hộ dân sống trong vùng tâm điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Mùa mưa cũng có, lần trước cũng có nhiều người bệnh á, mình thấy cũng lo lắm. Hôm rồi cũng bị sốt huyết phải nằm viện hết mấy ngày. Dạ, có nhà ở xóm kế bên nè. Dạ, năm rồi cũng có một người bị chết á, sốt xuất huyết. Phải, cũng phải lo lắng chứ, mà nếu mà mũi mà nó vô đây mà mũi mà mình để nó dơ dái quá, nó ấy nó cắn mình rồi là có sẽ xảy ra bệnh sốt huyết á. Để mà tùm quá, với lại cỏ rác đồ này kia phải có mũi chứ. Miền Nam với hệ thống kênh rạch chằng chịt, mật độ dân cư tại nhiều tỉnh thành miền Tây ở các vùng còn rải rác nên diện tích đất để muỗi và lăng quăng phát triển thuận lợi. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, tại các quận ven trung tâm thành phố như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh. Lâu nay mọi người vẫn thờ ơ với công tác vệ sinh phòng bệnh, không diệt trừ muỗi. Đây chính là mối hiểm họa gây nên bệnh sốt xuất huyết mạnh mẽ như hiện nay. Và theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, dù là mùa khô, kênh rạch ở một số quận huyện phát sinh ao tù nước đọng. Với thời tiết diễn biến phức tạp, mưa rào kèm nắng nóng và đặc điểm địa hình của thành phố rất thuận lợi cho muỗi sinh sản, nên nguy cơ mùa dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm và phát sinh ở các ổ lây lan kéo dài là khó tránh khỏi. Các cái vùng của miền Nam và trong đó thành phố Hồ Chí Minh là trọng điểm. Đó. Thì trong vòng 10 năm trở về trước thì hầu như sốt xuất huyết ở quận 12 rất là ổn định. Nhưng năm 2017 sốt huyết bắt đầu tăng cao. Thì khi mà dịch bệnh xảy ra như vậy đó, thì với sự chỉ đạo của Sở Y tế, Y tế Dự phòng thành phố và đặc biệt là của Ủy ban Nhân dân quận 12 đã họp ban chỉ đạo và chỉ đạo tất cả các chính quyền các phường, các ban ngành đoàn thể cùng hỗ trợ cho ngành y tế để mà xử lý dập dịch sốt xuất huyết. Thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái quận trọng điểm mà chúng tôi đưa vào trong danh sách mà quản lý mà chặt chẽ, có những cái tác động mạnh hơn những cái nơi đó là có nhiều những cái đặc điểm, những cái điều kiện thuận lợi để cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Những cái nơi đó có cái mật độ dân cư đông cao, dân nhập cư nhiều, khu nhà trọ và những cái điều kiện về phát triển đô thị. Chẳng hạn như ở vùng ngoại thành thì có những cái quận như là huyện Hóc Môn, rồi vùng ven thì có quận 12, quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, rồi Gò Vấp, rồi quận 8, Bình Chánh, chẳng hạn. Đó là những cái quận huyện mà trọng điểm. Năm nay thì chúng tôi ngoài những cái quận như chúng tôi đã có kế hoạch thì có thêm những cái quận khác nó cũng cần được quan tâm, thí dụ như đặc biệt là quận 12, quận Bình Thạnh. Nhằm mục đích hướng tới vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chủ động phòng chống sốt xuất huyết, sáng ngày 5 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết cấp thành phố năm 2018. Chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết là đợt hoạt động cao điểm nhằm loại bỏ, xử lý các vật có thể chứa nước làm nguồn sinh sản cho muỗi khi mùa mưa đến, xử lý, xóa các điểm nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết, giảm nguồn sinh sản của muỗi trên toàn thành phố trong mỗi gia đình và từng điểm nguy cơ, duy trì tính bền vững của hoạt động phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng,
đồng thời tích cực tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ áp dụng vaccine 5 trong 1 để giảm thiểu tình trạng nhiễm bệnh thấp nhất có thể trong cộng đồng.